Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em tiếp tục mở bắt bằng gen nha anh em. Hôm nay có 100.000 ca gen, cực kỳ nhiều anh em. Tiếp tục thử vận may coi xem như thế nào. Thì hôm nay có một bạn là nhờ mình mở bằng bắt bằng gen ha. Thì hôm nay mình vô mình mở cho anh em để xem coi các bạn này có may mắn hay không. Đó. Anh em nào muốn mình mở bắt vui vui chơi chơi. Đó, lên clip chơi chơi thì ok anh em. Cứ inbox Zalo mình ha. Ok anh em, mình sẽ mở giùm anh em mà quay chơi chơi cho anh em ha. Để cho anh em khác coi xem như thế nào và có hên không? Có hên không? Thì hôm nay anh em 100k gen để xem hạt này có hên không. Cái này là mở bắt nha anh em, chứ không phải là reaction nha anh em. Đây là mở bắt luôn nha, chứ không phải reaction đâu nha. Đấy, vô vô vô, bây giờ mình sẽ vô ha. Cái top y thì mới vô nó có 4 cái bắt nè, 5 cái bắt nè. Có bắt mới là 28k gen luôn kìa chứ. Ngon ngon ngọt mới này, mới anh em ơi. Đây. Còn mình vô đây thì nó thêm mấy cái bắt nữa. Thêm mấy cái bắt vàng vàng, thấy không? Vàng 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 đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gọi là bắt mới nè. Bắt mới khởi động một phát luôn. Mình chơi lớn luôn em, chơi lớn luôn. Cái này nó bán được cho anh em. Cầu thủ bán được nha, một phát 28k gen. Để xem như thế nào. Đó. Còn một lần nữa nè, còn một lần nữa kìa. Bạn này chơi quất 2 lần rồi. Bây giờ mình chơi một lần nữa. Vô vô vô. Khởi động. 28k gen xem như thế nào. Vô 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 vô. Đấy, đấy, ngon ngon. Đấy. Top y nè, top y nha, cơ hội nha. Quá chị ạ. Rồi rồi rồi. Mô đất rồi, 94 cũng được em. Mô đất rồi, 94 đúng không? Đúng rồi em, 92 à. Trời ơi. 92 anh em ơi. Có gì nữa không? Ôi ôi, được có 17 em à. Trời ơi, 28k gen gì kỳ vậy? Trời ơi, mình tưởng ngon em, tưởng ngon. Trời ơi, 28k gen. Được con Modric có 17 em mà. Được con Mascherano, con Kubo nữa chứ. Trời ơi. Phát đầu tiên có vẻ hơi chưa được ngon lắm. Chưa được ngon lắm, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết cái gói 28k rồi. Bây giờ tiếp tục, mình còn 72k gen. Thì bây giờ bắt đầu tìm kiếm cơ hội đây, tìm kiếm cơ hội cái bắt mà 18k nè. 18k thì thấy nó thơm thơm, nhưng mà biết cái thơm không. Thấy là nhiều anh em mở cái bắt này là ngon nè. Để mình tham khảo đó ha, tham khảo đó xíu coi. 12k nè, 12k thì có hai cái bắt nha anh em. Một cái bắt mà cầu thủ không bán được, một cái bắt bán được. Đó. Bây giờ vô cái bắt bán được có xem như thế nào. Bán được xem như thế nào. Đó. Bây giờ xem sao đây. Đây 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 đây. Bây giờ mình làm cái một phát rồi đi. Một phát 12k 50 gen đấy ha. Vô, vô 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 vô. Đây 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 đây. Trời ơi. Không nào tin được. 12k gen. Được một con Navas, một em. Ôi, ai chơi về kỳ quá em ơi. Chơi vậy là không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Thôi thôi thôi. Chơi vậy kỳ quá. Ôi ôi, 12k gen của anh ta không được cái gì hết. Rồi qua bên 6250 đi. Trời ơi, thật tình luôn em ơi. Ok, vô 6250. Đây 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 đây. Đấy đấy. Trời ơi, cái này còn đường hầm bên kia. Trời ơi, đường hầm này không được ngon rồi. Hàn Quốc, Hàn Quốc. Ôi, Son Heung-min rồi, Son Heung-min bao nhiêu đây? Son Heung-min như đây. 88. Trời ơi, tao út chết đâu. Trời ơi, có lẽ mở gen không 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 hề lắm anh em, không hề lắm. Trời ơi, còn 53k. 53k, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi bây giờ mình chơi cái gói 18k đi. 18k có vẻ là hấp dẫn hơn. 18k đi, quất đi, quất vô luôn, 18k. Đây, ráng con top y này còn ngon coi, 994 vậy lên con út top y coi. Ấy, icon, icon, icon con nào ngon nhỉ? Pháp, Pháp, Pháp. ST Pháp con nào ta? ST Pháp con nào nhỉ? Trời ơi, đây hút chia đi ghê với đâu chứ. Ôi, trời ơi, không được tin được. Trời ơi, 18k gen đây ư? Không được tin được. Ôi ôi. Trời ơi, kỳ này nó không có độ cho anh em nè, mà không có độ rồi, không có độ mình rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Quá đen luôn. Bây giờ mình chơi cái 15k đi. 15, quay lại 15k đi. 15k coi thử như nào. Trời ơi, 15k đấy. Vô 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 đi em xin coi. Trời ơi, đến giờ không có nào ngon hết. Đấy, 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 đấy. Trời ơi, icon nữa, icon giờ không ngon rồi. Naui đâu rồi, ST chăng. Trời ơi, rồi, hero chăng. Trời ơi, Solskjaer. Rồi, xong phim rồi anh em ơi, xong phim rồi. Trời ơi.
Tôi có Machino à. Ở ngoài ra thì không được cái gì hết. Trời ơi, mấy con kia là cùi không. Quá quá là đen luôn. Còn 19k. Trời ơi, 19k mình tầm tầm quất cái này 10 lần đi cho nó. Con này như nào? 10 lần đi anh em. Đó, 10 lần đi. Ôi ôi, à, thật sự giờ anh em tích gen quá nhiều nên này nó biết anh em, nó biết nên nó không nó không cho ngon rồi. Tiêu rồi. Đấy. Trời ơi, xem mới đít nữa. Trời giờ này còn xem mới đít nữa. Trời ơi, Hà Lan. Xong rồi con 83 85 gì đó. Trời ơi, xong anh em ơi, xong rồi. Đúng luôn tao luôn. Trời ơi, đen tui luôn con chó anh em ơi. Ý. Cũng may được con Agno 12 em. Cũng tầm tạo anh em. Thêm con đu đất nè. Bắt này cũng được đẹp đây là đó chút xíu nè. Thêm con Agno nè. Trời ơi, Colomoni. Ôi ghê chứ Colomoni. Trời ơi, còn có 6 à. 6800 gen thì bây giờ còn có cái bắt nào không? Bắt nào 6800 không chết cha. À rồi. Còn muốn có là 6250 nè. Làm nốt nè, làm nốt luôn. Trời ơi, 100k gem mà nãy giờ chưa được con nào ngon lành cành đào ta. Trời ơi. Trời ơi, xong luôn em, xong rồi. Trời ơi, 620 gen kìa. Hết luôn rồi. Còn có 600 gen nè. 600 gen thì có nào nữa không? Hết luôn rồi, có 800 rồi ít nhất rồi. Trời ơi, đen thật. Để em ra mình kiếm coi, kiếm thêm 200 gen nữa coi, có hàng kiếm có gen không? 200 gen nữa coi. 200 gen nữa coi được mình kiếm coi 200 gen nữa để mình mở được cái bắt. Cái bắt gì ta? Cái bắt 800 coi. Trời ơi đen quá anh em ơi. Đen thật anh em ơi, đen thật. Bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi? Trời ơi 313. Ôi ôi giờ mình à đây được 100 rồi nè. Đấy, trời ơi 800 rồi, mình vô mình làm nốt em. Mình chơi khô máu luôn em. Chơi khô máu luôn. Trời ơi, bây giờ không được cái gì ngon lành hết. 100k gen luôn em ơi. Thật sự nữa. Đen thật. Đây là phát này các bạn, phát này may sao? để coi may không. Trời ơi, xong rồi. Xong phim anh em ơi, xong phim rồi. Oh man. Rồi xong phim 100k gen của bạn này rồi. 100k gen rồi, đen rồi, thật rồi, đen rồi. Ra nhìn nhồi chưa có lấy nè. Trời ơi. Quá thật sự là đen luôn em ơi. Ad trên cái này coi, kiếm lại coi. Kiếm lại may mắn được có gì không. Trời ơi, không được gì hết luôn rồi. Rồi. Đi còn 100k gen rồi. Mình vẫn đen anh em, vẫn đen thật sự. Chúc anh em may mắn nha, chúc anh em may mắn. Thì ok anh em. Thì hôm nay mở 100k gen mà chưa được cái gì ngon lành hết. Lần sau làm tiếp em, không sao. Chơi khô máu AI luôn. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ vô mình đọc những câu hỏi của anh em ha. Để chia sẻ may mắn cho mình với anh em khác đi. Cái chùm này đen quá anh em, đen quá. Đầu tiên, mới xem clip xong vào S gói 92-97 ra Vandai 94 với Buka 95 ngon quá. Đấy, bạn này may mắn quá em, sao may mắn như ta. Lấy vía lên em. Đó, tiếp tục. Coi video của anh xong vào đã Citizen Mode mở ra rô béo top y ngon của anh. Lại một bạn may mắn nữa, top y mà Ronaldo nữa em, Ronaldo. Trời ơi, ngon quá. Lấy vía nữa. Tiếp tục. Em mở Bắc 85-97 ở chỗ đổi cầu thủ ra ping pong ngon quá anh ơi, mong được lên TV và chúc mọi người may mắn. Tuy không cao anh em, chỉ cần 92 thôi là cũng mừng rồi, là cũng vui rồi, là cũng may mắn anh em, là cũng vui rồi. Đó. Cảm ơn anh đã cho động lực để chơi game. À, em hơn 30k gen không ra gì, xem anh mà bắt xong lại thấy chưa gọi là đen quá. Nói chung mình vẫn đen hơn anh em khác. Trời ơi, thật sự luôn em, vẫn đen hơn anh khác. Trời, chứ phải là lần sau lấy vía với anh em mới mở tới được. Em rất thích những bắt mở siêu phẩm như thế này. Chứ đỏ quá không quen. Trời ơi, mở đen với khoái nè. Trời ơi, đỏ không chịu nè. Đen với khoái này, đen với khoái. Dọc anh nói lúc mà bắt em không thể nhịn cười được. Trời ơi, thật sự đang buồn muốn chết đây. Đen đang buồn quá, đen quá đây đi. Em để dành gen từ đầu mùa 200 mấy triệu. Em mở toàn cầu thủ over 85-90 không à. Anh ơi, hu. Em tưởng em đen quá, nhờ xem video của anh mà bắt anh đen cũng giống em luôn. Hơi buồn nhưng em thấy động lực thêm để cày cuốc chăm chỉ hơn nữa anh. Chúc anh mà bắt thành công. Bạn này cũng đen em, cũng đen nữa. Chúc bạn này may mắn lần sau. Tiếp tục em. Mình mở 60k gen không ra gì mà Etchen may mắn ra rô béo 97 bú mạnh. Đấy, không may mắn mở bắt nhưng mà Etchen anh em, Etchen vẫn hơn. Đấy, mình đã che mặt, vẫn chưa hết em. Vẫn chưa hết. Đen như em. Trời ơi, đen như em thật. Game quá bịp. Thấy ai mở cũng không được con nào ngon. Em cũng tốn mấy chục gen không được con nào ngon ra hồn. Nói chung rất là nhiều anh em mà may mắn.
và còn rất là nhiều anh em chưa may mắn, thì mình anh em là chưa mắn thì mình chúc anh em nó may mắn lần sau nha, may mắn lần sau. Thì ok anh em, thì đây là những cái clip cuối cùng hay sau đây anh em, những cái câu hỏi cuối cùng trong cái clip này thì anh em cứ bình luận dưới đây anh em ha, thì mình sẽ lọc ra, mình đọc câu hỏi, mình chia sẻ anh em khác luôn. Nói chung là lâu lâu mình sẽ đọc lên cho anh em ha, tại vì nhiều lúc mình bận quá mình quên đọc câu hỏi của anh em, chia sẻ anh em khác, em cứ bình luận dưới để mình chia sẻ ha. Để coi bạn này có ai, bạn này có cái gì không, à bạn này cũng bình thường thôi, 96 nè, mày hơi đen chút thì ok anh em, lần sau mình sẽ chơi lại anh em, sẽ chơi lại anh ta mày gen mình còn vẫn còn em, gen vẫn còn để mình chơi tiếp ha. Thì chúc anh em sẽ may mắn lần sau như mình may mắn lần sau nha anh em. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn anh em chưa đăng ký cho kênh hộ mình nha, cảm ơn anh em, xin chào anh em.